Hello, xin chào các bạn. Các bạn đã xem video rồi, các bạn đã biết máy gì chưa? Các bạn chưa biết máy hả? Thì bây giờ nếu mà các bạn nhìn chưa rõ thì các bạn coi máy gì nhé. Mình nặng mấy nút đấy. Các bạn coi trên mắt chưa? Thấy mắt chưa đó? Ai, 6 nút. Đây chính là hồi nãy các bạn coi video đó là chính là cái máy 6D Mark 2. À, nó có một cái chức năng là lấy nét theo cái mặt người. Khi mà mình chụp di chuyển thì nó rất là lợi hại. À, thì các bạn có bây giờ các bạn có để ý cái điều gì không? Không biết thì ở trong này mình chia sẻ thêm một chút cho các bạn biết luôn. Khi mà mình chụp ở đằng xa, khi mình đứng xa quá thì cái máy nó sẽ không có hiểu hết, nó sẽ lấy vào ngực, vào dù chứ không lấy vào mặt, trừ khi máy cái nhân vật, cái chủ thể mình tới gần cái máy thì nó sẽ cho mình lấy chính xác hơn, cao hơn. Và ảnh thì các bạn sẽ coi qua một chút. Ừ, thì mình đã chia sẻ rõ một bên, có thể là mình sẽ ghép cho các bạn coi, hoặc là các bạn có thể tải về những bức ảnh mà nét. Thì nói tóm lại á, với mình thì mình nghĩ là cái máy 6D Mark 2 này nó có cái chức năng đó, nó làm rất là tốt, và phần còn lại là mình tận dụng hết cái chức năng của nó cho phép thôi. Thì bây giờ để làm điều đó thì các bạn coi cái video này, mình chia sẻ các bạn cách thức cài đặt nhé, rồi mình chia sẻ thêm những cái chức năng gì nó có liên quan gì luôn, để mình xài hết chức năng hắn, tận dụng cái điểm mạnh của máy 6D Mark 2 này khi mà cho mình xài ha các bạn ha. Đó thì các bạn biết trời đang mưa, các bạn đã coi rồi, cho nên âm thanh nó hơi bị ồn ồn tiếng mưa, thì mình phải mang mic và mình thêm kèm cái bộ lọc nó cho nó âm thanh rõ hay không, và mình nói rất là lớn, cho nên các bạn thông cảm cái âm thanh mình nha. Âm thanh nó bị lớn đó. Bây giờ để mà cài đặt nó thì các bạn để ý một phần này. Cái thứ nhất á, là các bạn hãy bật cái chế độ này lên, nó mới cho chụp này, chế độ này này, bật cái chế độ này này. Khi chụp bình thường mà nhìn mắt mình vào đây á, vào đây thì nó không có cho, nhưng mà các bạn chụp live view giống như cái Sony gì đó, bật lên đấy các bạn coi thấy ra đó. Rồi để cho nó hiểu được mặt người thì các bạn bấm vào cái nút ở trên này. Thứ nhất là bấm vuông AF, AF trên bàn phím này anh em này, các bạn à, AF trên này này, mình lật máy anh em coi nhé, thấy chữ AF chưa, đây này AF ha, những AF này. Bây giờ các bạn coi nhé, mình nhấn này AF thì đây, thì đôi khi á, là nó nằm ở mục này này, ở mục này thì các bạn sẽ không thấy, không nó không hiểu được, thấy ra nằm mục này. Bây giờ mình xét thử, các bạn bấm nhé. Đây thì lúc này các bạn phải di dời cái điểm nét này, di dời nó không được. Thì rõ ràng bây giờ mình muốn chụp mà cái chức năng mà nhận dạng mặt người, lấy nét mặt người, thì các bạn phải nhấn vào AF, các bạn thay đổi lại qua cái nút bên này. Đây các bạn, thì máy 6D nó có cảm ứng mà, thì các bạn chọn vô được, tùy tùy mình ha, chọn vô bấm set nó. Thì bước đầu tiên rồi, cái bước thứ hai nó có hai dạng nữa, bước thứ hai nữa này. Cái bước thứ hai là cái phần ở trên này này, đây là cái phần server và on shot này, thấy chưa? Các bạn phải để ý khi mà chụp liên tục như vậy á, các bạn phải chuyển nó qua, đợi xíu, các bạn phải chuyển qua cái phần server này để chụp nhé. Khi mà các bạn chuyển qua server này thì nó có một chức năng là bây giờ mình sẽ hiện tại là máy mình đã chọn rồi, tại vì mới chụp xong mà, mới chụp xong cho nên nó chọn sẵn luôn rồi đó. Còn các bạn mà để khi on shot như vậy này, bây giờ mình chụp thử anh em coi nhé, on shot này. Đây thì bây giờ khi on shot như vậy á, khi mà đây là cái người không di chuyển thì mình lấy ví dụ tấm hình này này, nó phải là không phải đâu. Còn khi mà người di chuyển á, thì nó không có chạy đâu, cho nên các bạn phải chuyển qua ở chế độ này, chuyển qua chế độ này, nhớ nha, nhớ nha. Đấy, chuyển ở chế độ này để chụp. Thì lúc đó thì các bạn coi video rồi, thì sau này các bạn tiếp tục, lát nữa các bạn sẽ coi tiếp tục, mình có thêm một đoạn video là mình để máy ngang nữa. Rồi để cho rõ hơn thì giờ mình chỉnh này chút rồi các bạn coi video sau nha. Giờ mình bấm qua on này, rồi bây giờ mình cầm tấm hình mình lắc đi, lắc thử đi, lắc thử. Bây giờ mình lấy nét này, khi mình nhấn nét hiện tại đang lấy nét, thấy không, lùi lùi lại xíu, cái hình lùi lại xíu, lùi lại xíu, lùi lại xíu nữa, thấy chưa? Hiện tại mình lấy nét thì cái điểm nét nó không chạy, bây giờ nó chạy như vậy này. Bây giờ các bạn lại xíu, mình chuyển chuyển qua cho các bạn coi nhé, chuyển qua đây on server này, là thấy lúc này đó, lúc này thấy không, lúc này cái điểm nét hiện tại là mình đang bấm này này, cái cò mình đang bấm này, thấy chưa? Đó các bạn mình chuyển qua server nha các bạn, nó gọi là end server gì đó ha, hoặc là end server đó, nhớ chưa? Các bạn để ý, đôi khi các bạn để ở chế độ này, ở chế độ này thì nó không bắt kịp được, nó không bắt kịp mà mình là không biết này. Mình hiện tại mình những lúc chụp này rồi, bây giờ mình di giờ đi, di giờ đi, di giờ nó không bắt kịp, thấy chưa các bạn không? Cái tay mình đây này, cái ngón mình, ngón tay đây này, ngón tay các bạn để ý, ngón tay mình đây này, ngón tay này mình bấm này, bấm vô này, nó không bắt kịp, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ mình chuyển qua on server này, các bạn coi nhé, on server này từ từ nhé. Rồi bây giờ mình bấm đè vô này, thấy chưa? Rồi nó chạy, thấy chưa? Chạy, chạy, thấy chưa? Chạy. Rồi các bạn coi video cái đoạn mà ngoài mưa đi đã, thêm một đoạn video ngoài mưa đó, rồi sau đó các bạn hãy, mình sẽ nói thêm một chút cho các bạn hiểu ha.
các bạn đợi xíu nha. Rồi bây giờ các bạn đã coi cái đoạn mà video ngoài mưa lần thứ hai lại rồi, các bạn thấy á, thì nó có một cái điểm mẹo đâu đấy ha. À, các bạn coi nè, khi lúc mình chụp á là các bạn phải nhấn cái cò này nè, cái cò ở đây này, các bạn để ý cò đây nè, cái cò đây này. Hiện tại mình quay á, mình quay video mình không quay, mình quay vậy mình vừa nói là các bạn hiểu rồi. Cò đây nè, cò chụp á, nhấn vào 50% liên tục. Giờ mình sẽ di dời cho các bạn hiểu á, di dời giùm mình, giùm anh đi. Các bạn đợi xíu nha, để học trò mình di dời. Nè, lúc này các bạn phải nhấn chụp nè, chụp nè, chụp nè. Tức là các bạn nhấn liên tục ra, bây giờ còn bây giờ thả ra nha, các bạn coi nè, các bạn thả ra nè. Để ý nó có một cái mẹo nhé. Đó, nếu mà các bạn thả ra thì cái ảnh nó tự động nè, chụp thả ra nè, thấy chưa? Thôi mình chụp lại này thì nó sẽ xài lâu. Chụp này thả ra nè, lâu, thấy chưa? Chụp này thả ra thì lúc này á, nó bị lâu, các bạn nên chụp là các bạn nên giữ còn 50% luôn, giữ này, chụp giữ, chụp luôn nha, chụp chụp chụp. Rồi các bạn hiểu chưa? Ý mình nói là khi các bạn chụp thì các bạn hãy giữ cò 50%, giữ cò cho cái hiện khi mà mình lấy nét vào á, thì cái phần điểm nét ở đây á, điểm nét đây nè, các bạn có điểm nét thấy không, nó xanh xanh. Bây giờ mình lấy nét ra nha, lấy nét ra nha, xanh xanh nha, các bạn chờ một chút nha, đưa người qua chân chút đi nè, các bạn thấy không, đưa người một chút, đưa người qua một chút. Rồi nè, các bạn để ý nè, khi mà mình lấy nút nét vô là cái hiện khi mà nét là cái nút điểm nét ô đó nó màu xanh xanh là ok rồi, cho nên đừng thả ra, các bạn đừng thả ra nha, đừng thả ra để chúng mình bắt khoảnh khắc cái đó. Rồi còn một cái mẹo nữa, cuối cùng nữa là kết thúc video, thì là cái mẹo đó là các bạn hãy xài cạc, tốc độ cạc phải từ 1/90 giây nha các bạn, nó đọc mới kịp được, tại vì khi chụp nhanh như vậy máy nó sẽ không kịp. Nên là hiện tại là cạc này mình nó xài tốt này, cạc tốt này ha, còn cái cạc khác là nó đứng, cho nên nó có những cái mục mà các bạn lưu ý ha. Đó là đến đây là mình muốn nói với các bạn là những cái bí quyết và những cái xài hết chức năng của nó là các bạn đã thấy rõ rồi ha. Đến đây mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại video sau nha các bạn, và các bạn coi cái video nào thấy tốt và nhớ ủng hộ mình nha các bạn, để lại cập nhật và comment cho mình nha các bạn nha. Một lần nữa xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại video sau ha.